Như vậy ở đây Bài toán của ta là cho biết x1 Cả biên độ và pha ban đầu X2 thì chưa biết Biên độ và pha ban đầu Còn dao động tổng hợp thì cho biết Biên độ và chưa cho biết pha ban đầu Nhưng cái quan trọng nhất Quan trọng nhất ở đây là cho biết uh, Phi trừ phi 2 à, Tức là độ lệch pha của A so với A2 Thì ta bám vào dự kiện này Ta sẽ giải bài toán À như vậy là ta xuất phát từ hệ thức a bằng a1 cộng a2. Vì cho biết phi trừ phi2 cho nên ta viết lại cái này a1 bằng a trừ a2. Sau đó bình phương vô hướng hai vế tức là a1 bình bằng a bình cộng a2 bình trừ đi 2 lần tích a A2 tích vô hướng hai cái này chính là A A2 cốt phi trừ phi 2 cốt của góc sen giữa tích vô hướng thì bằng độ lớn nhân với cốt của góc sen giữa góc sen giữa chính là phi trừ đi phi 2 bây giờ thay số vào A1 A1 ta biết là 4 bình phương bằng A A đã biết là 2 bình phương cộng với A2 chưa biết trừ đi 2 A là 2 A2 cốt phi trừ phi 2 phi trừ phi 2 đây là cốt phi trên 2. 2 như vậy từ đây suy ra cái này cốt bằng 0 vậy thì A2 đây sẽ là 16 trừ đi 4 là 12 như thành thành là 2 căn 3 A2 sẽ bằng 2 căn 3 cm Tìm được A2 Nhưng yêu cầu lại tìm xem này là Cả phi nữa Cả phi nữa Thì ta phải làm thế nào Để tìm được cái phi à, Phi Ở đây để tìm được phi Thì uh, Bây giờ ta phải dựa vào cái Ta đã biết Cái pha đã biết Pha ban đầu đã biết là X1 X1 là cho biết cả A Và pha ban đầu Vì vậy từ cái hệ thức này bây giờ ta lại đi không rút lại như thế này nữa mà vì ta cần phi trừ phi 1 như vậy ta lại viết là A2 bằng A trừ A1 để rồi bình phương vô hướng là A2 bình bằng A bình cộng A1 bình trừ 2 lần tích A A1 mà hai lần tích a1 chính là a a1 Cốt phi trừ phi1 phi trừ phi1. À cái phi1 thì đã biết phi1 là bằng pi/3. Do đó nếu tìm được cái cốt này ta sẽ tìm ra phi. Đây. Như vậy bây giờ thay vào đây. a2 a2 ta vừa tính là 2 căn 3 tất cả bình. a bằng 2 bình a1 a1 là 4 bình trừ đi 2 nhân A là 2 A1 là 4 nhân với cốt phi trừ đi phi 1 tức là trừ đi pi trên 3 À, từ đây ta sẽ tính xem cốt này bằng bao nhiêu cốt phi trừ pi trên 3 bằng à, bên này là 12 bên này thì là 16 cộng là 20 20 như vậy trừ 12 là 8 8 như vậy ở đây là trừ 8 là cái này bằng à, 1 phần 2 1 phần 2 1 phần 2 thì suy ra góc này hoặc là phi trừ pi trên 3 bằng phi trên 3 hoặc phi trừ phi trên 3 bằng trừ phi trên 3 từ dưới này ta suy ra phi bằng 0 còn từ trên này phi ra phi bằng 2 pi trên 3 có nhiều giá trị của phi nhưng mà cái ta kiểm tra xem cái cặp giá trị nào thỏa mãn thì các em thấy là cặp giá uh, phương án D là thỏa mãn, phương án D D ở đây là A2 bằng 2 căn 3 Và phi là bằng 0 Như vậy D là thỏa mãn với cái giá trị này Đấy, Có nhiều cặp giá trị thỏa mãn Thì ở đây lại có được cái cặp giá trị đó là Như thế thì ta chọn án D Như vậy tóm lại án này là chọn D. chọn D Đó là cách làm như thế Đấy. Tức là ta căn cứ vào việc là phi trừ phi 2 hoặc là phi trừ phi một để tính tức là phải cách làm phải rất là khôn khéo